cái canh tác bền vững của trang trại của anh Nguyễn Hữu Hòa ở khu Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Thứ nhất là đây là một cái ruộng canh tác quanh năm ngập úng, nhưng mà anh đắp lên anh trồng cam, chúng ta nhìn thấy đấy, rất nổi đấy, đắp ụ rất cao và cỏ thì để rất tốt. Thế nhưng mà mọi thứ đều tốt, cây tốt, cỏ tốt, độ ẩm tốt đấy. Chỗ này bà con Cao Phong mà nếu như có điều kiện thì một là đến tham quan, hai nữa là sẽ có cái theo dõi cùng chúng tôi để chia sẻ. Các bác thấy quả sai không? Cây đẹp không? Lá đấy. Quả như vậy nhưng mà lộc vẫn lên bình thường. Được chưa? Quả rất sai. Và đây gọi là canh tác bền vững. Canh tác bền vững. Đầu tư một năm như chúng tôi vừa mới trao đổi với anh. Hết khoảng xung quanh khoảng trăm, hơn trăm nghìn với cây như thế này. Đấy. À, xin mời. Đấy. Quý vị và con thấy này. Đây, cái rãnh nước đấy. Một cái luống rất rộng. Bênh mông. Cái này là một này, hai này, đấy, ba này, bốn này, 4 mét chiều rộng để cái rãnh và đào rất sâu, múc rất sâu. Được chưa? Đây là một trong những vấn đề trong cái canh tác bền vững của chúng ta cần phải suy nghĩ trong cái thời gian tới. Rồi. Đây ra lại nói lại thích anh à? Sao cái cam mang tạ vẫn lên lộc? Đấy. Hà ơi, Hà trao đổi với các bác một chút là tại sao cái cam của mình rất sai như này. Thế nhưng mà vẫn quả mà lại vẫn lộc. Quan trọng là bộ rễ nó tốt. À, bộ rễ nó tốt. Thứ nhất là mùa mưa nó thoát nước. Đúng rồi. Nó không bao giờ bị mùa mưa nha, nhiều đấy, nhiều nơi ấy. Ví dụ như nó sình nước phát thì nó cây nó bị nghỉ. Nó bị ngộp. Nó bị lừa ngộp nó chữ lại. Đây anh là cái mặt đường công tác. Đúng rồi. Mặt đường công tác này đến cái mặt luống này, chú theo chú như thế này nó có đạt 50 phân không? Ờ, 60 phân. 60 phân. Đo rồi. Vâng. Thế mà từ cái mặt mặt luống này xuống cái rãnh kia thì nó 80 phân. 80 phân đến 1 mét nữa. Vâng. Vậy thì như đúng thế rồi. Nó phải đạt 1m4 hả? Vâng. Đấy. Có nghĩa đấy là một. Cái thứ hai nữa là mình có cái hệ thống tưới gọi là tưới chủ động. Đúng rồi. Để lúc nào mà cần cái độ nước thì mình cần tưới ngay thì mình giữ được cái độ ẩm. Đây anh kia tưới tượng này. Đúng rồi. Nó ải này mà. Đúng rồi, đấy. Ải không mà, đấy. Đất tơi này, làm gì có gì đâu. Đất ải không gì đấy. Trong này gần như là không khí chui không hết ở trong này. Không có gì nó chui hết thì rễ nó mới bốc. Rễ nó mới hoạt động được. Ê, bảo sao thế nhưng mà cây đấy, này, anh nhìn này. Rễ quả vẫn sai, mà lộc vẫn đi. Đúng rồi. Bình thường quả vẫn sai, lộc vẫn lên. Có lớp quả ấy, nếu mà cây này mà lúc nó thò quả ra nhiều lắm. Chú nói lại một chút nữa là về cái đầu tư một cây này từ đầu năm đến giờ. Về cái em đầu tư cây này từ đầu năm mới hết có 60 đấy, gọi là trừ chưa tính cái công lao động không, không tính công lao động đấy, gồm có cho ngô ăn đấy. Đấy, mọi cái gồm 60. Có ngô này, gồm có phân lân này, gồm có phân sông danh này, phần gồm có NPK này đấy. À, và một chút Sumago phải không ạ? Đấy, có hỗ trợ nó 60 sông xanh gọi là 100, cả công cả sau cắt phế các thứ.